Các bạn ơi, mình đã hoàn thiện xong rồi các bạn ơi. Và đây là sản phẩm trước mắt của các bạn ha. Đó, Black Kenzo S700 Pro lắp cho xe Winner V1. Anh trai chơi luôn cục sạc MX550 nữa nha các bạn nha. Đó, thì cái quả bi này hiện tại đang là đứng đầu ha, đứng nhất nhì của hãng Kenzo về chất lượng và công nghệ. Điều đặc biệt nhất là, nói chung là những cái công nghệ đặc biệt nhất là nằm trong quả bi này các bạn nha. Nó cót 73W, pha 83W, đây là công suất thực tế ha các bạn ha. Đó, hãng nó đề xuất là chỉ là có 65 pha 75 thôi các bạn, nhưng mà mình đo đạt được thì có tới 73 pha 83 được, cứ là mạnh luôn các bạn ha. Rồi ok, thì hiện tại là anh chơi là vòng thiên thần màu trắng nha, vòng thiên thần 3D tổ ong. Đó, bắt quỷ là chơi màu tím hồng cánh sen, làm theo yêu cầu anh luôn. Đó, bên trong thì những cái mà khi các bạn nhìn vô á, thì thấy những cái ốc rồi mình bắt á, thì mình đã che lại những khuyết điểm trong đó ha. Đó, lưới rồi nè. Đó, ok. Và bây giờ thì cái phần đặc biệt nhất là test sáng. Thì mời các bạn xem hết video, mình sẽ test sáng cái con S700 Pro này lắp xe Winner V1 nó khủng cỡ nào nha. Ok các bạn. Rồi, ok, anh mở code giùm em luôn anh. Code. Và các bạn ơi, bây giờ mình sẽ test sáng. Đây là Black Kenzo S700 Pro ha, đang up lên chiếc xe Winner V1 nha các bạn. Đó, cảm ơn anh trai. Anh trai ngồi anh xe đây là anh trai khách hàng ha. Đó, xe này đã lên sạc lớn luôn các bạn nha, mệt kinh cho 50 luôn ha. Ok, anh mở pha em luôn ơi. Đối với cái pha khi lắp đặt cho chiếc xe Winner V1 thì các bạn đã thấy thoát cái ánh sáng thật hết luôn ha. Và dưới anh có làm thêm đôi trà sáng mini nữa các bạn, nên ánh sáng vàng tắt pha. Đó, pha là cho ra thật 100% luôn nha các bạn, không cản sáng luôn. Đặc biệt là Winner V1 thì nói chung là làm bi thì quá tuyệt vời luôn các bạn ơi. Đó, đây là bước cuối cùng các bạn nên chơi ha. Đó, ok. Đó, khi bạn chơi các bạn không bao giờ hối hận đâu các bạn. Nó ánh sáng ra cực kỳ nét luôn, tắt đèn em luôn. Tắt đèn, bắt xin bằng ngày. Bắt xin, nhanh lên luôn. Giữ cái. Đó, ok, quá khủng các bạn ơi. Rồi tắt code, mở code anh. Đó. Siêu khủng các bạn. Với nhiệt màu 5.500. Đó, nhiệt màu 5.500 các bạn nha. Đó. Ok, anh quay vô tường mà anh em luôn. Đó. Code đây là công suất thực đại. Công suất cực đại có nghĩa là công suất tối đa của cái bi này nó cho ra tới cót tới 73W, pha 83W nha các bạn. Đối với một quả bi cầu giá tầm trung như thế này mà cho ra ánh sáng cực khủng và sử dụng những cái công nghệ đặc biệt nhất gồm có nằm trong quả bi này các bạn ơi. Đó, ok. Đây ngay giữa em luôn. Đó, sáng siêu khủng các bạn ha. Đó. Công suất nó quá mạnh các bạn, nên cái đèn nó cực kỳ mịn luôn các bạn ha. Với cái tầm sáng như thế này thì các bạn có thể lưu thông với tốc độ cao đi ban đêm cực kỳ hiệu quả nha. So sánh với đèn zin thì nó sáng hơn đèn zin tầm khoảng hơn mười mấy lần các bạn, hơn mười mấy hai chục lần rồi ha. Nên các bạn yên tâm về cái ánh sáng như thế này, được hãng bảo hành 2 năm nữa. Anh em mà chơi thì anh em đừng có quan trọng những cái chất lượng, tại vì cái hãng Kenzo thì nó ra những cái siêu phẩm không à, những cái công nghệ luôn tiên tiến giúp cho anh em mình chơi lựa chọn thoải mái luôn. Với giá cả thì nói chung là đa dạng, từ 2.500.000 cho tới cao cấp hơn cho tới 4.000.000 ha. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều đã dành thời gian xem hết video nha. Anh em có nhu cầu làm xin liên hệ mình. Cảm ơn anh em rất là nhiều ạ.